nhiệt căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Chiến thuật giúp nga tận dụng xe tăng hơn 60 tuổi tại Ukraine. Chiến sự Ukraine mới nhất ngày 29 tháng 5, nga liên tiếp dội đòn tấn công làm rung chuyển thủ đô Kiev. Châu Âu đói vũ khí, cơ hội vàng cho Hàn Quốc. Mỹ khẳng định tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine kiện các công ty vũ khí trong nước. Ukraine thừa nhận khó được kết nạp vào NATO khi còn xung đột với Nga. Lính dù Nga ngăn xe tăng Ukraine thọc sườn 3 mút. Từ cuối năm ngoái, Nga bắt đầu rút hàng nghìn xe tăng T-55 và T-62 từ kho niêm cất để chuyển chúng tới chiến trường Ukraine nhằm bổ sung lực lượng cho các đơn vị thiết giáp đã bị tổn thất nặng nề sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Hồi đầu năm nay, quân đội Ukraine tuyên bố tịch thu nhiều chiếc T-62 từ tay lực lượng Nga và sửa chữa, cải tạo để tiếp tục đưa chúng quay lại chiến trường. Thực tế này khiến một số chuyên gia phương Tây cho rằng Nga đã phạm sai lầm khi đưa những chiếc xe tăng hơn 60 tuổi này ra chiến trường và chúng gần như không còn phát huy được vai trò trên chiến trường hiện đại. Tuy nhiên, báo cáo mới công bố của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Rossi nhận định, sau những lúng túng ban đầu, quân đội Nga đã tìm ra phương án sử dụng hiệu quả số tăng thiết giáp cũ trong kho, giúp chúng tiếp tục thể hiện được ưu thế trong giao tranh. Báo cáo được Rossi thực hiện sau khi phỏng vấn nhiều sĩ quan Ukraine đã chạm mặt xe tăng đời cũ của Nga trên chiến trường, cho thấy lực lượng này đã thay đổi đáng kể chiến thuật sau những tổn thất ban đầu. Họ không còn điều những chiếc xe tăng đời cũ làm mũi nhọn xung kích, tấn công trực diện vào phòng tuyến của Ukraine bởi T-55 và T-62 có hệ thống phòng không kém hiệu quả, khả năng cơ động và hỏa lực kém hơn các mẫu xe tăng hiện đại, khiến chúng dễ bị đối phương tiêu diệt bằng các loại vũ khí chống tăng thông thường. Thay vào đó, Nga sử dụng xe tăng T-55 và T-62 như những bệ pháo di động làm lực lượng dự phòng cho pháo binh, cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm xa cho các đơn vị bộ binh và tham gia những cuộc đột kích chớp nhoáng vào điểm yếu trong phòng tuyến của đối phương. Chiến thuật sử dụng tăng thiết giáp của Nga đã có những bước phát triển đáng kể trong cuộc xung đột. Báo cáo của Russia có đoạn, dù việc đưa những mẫu xe tăng cũ như T-55 và T-62 ra chiến trường bị chế diễu trên mạng xã hội, chúng giờ đây được sử dụng làm phương tiện yểm trợ hỏa lực, tương tự thiết giáp BMP và các loại xe chiến đấu bộ binh khác nhưng uy lực hơn. Báo cáo nhận định với khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 1.500 km, xe tăng T-55 và T-62 vẫn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường, đặc biệt tại những nơi chúng ít bị đe dọa bởi vũ khí chống tăng dẫn đường. Pháo nòng trơn cỡ 115mm trên xe tăng T-62 không uy lực và chính xác như các loại pháo hạng nặng, song chúng có khả năng cơ động cao hơn và được bảo vệ tốt hơn, nên sẽ yểm trợ tốt hơn cho các đơn vị bộ binh liên tục cơ động. Các chuyên gia tại Rossi cũng nhận định Nga thường sử dụng xe tăng đời cũ để tiến hành các cuộc đột kích vào ban đêm, vào thời điểm lực lượng Ukraine đảo quân nhằm nhanh chóng tiếp cận khu vực mục tiêu, nã càng nhiều đạn càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất rồi rút lui. Báo cáo cho biết xe tăng đời cũ Nga được trang bị các vật liệu ngăn bức xạ nhiệt và thường tiến công vào bình minh hoặc hoàng hôn, thời điểm được gọi là giao thoa nhiệt. Khi xe tăng có nhiệt độ gần với môi trường xung quanh nhất, khiến cho cảm biến tầm nhiệt trên tên lửa chống tăng dẫn đường khó phát huy hiệu quả. Một số chuyên gia phương Tây gần đây cho rằng quân đội Nga đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu trong quá trình tham chiến tại Ukraine, khiến họ hứng chịu thiệt hại nặng nề. Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Washington, Mỹ hồi tháng 2 ước tính, Nga mất hơn 2.000 xe tăng từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, báo cáo của Russia cho thấy Nga đang rút kinh nghiệm và điều chỉnh chiến thuật, cách đánh và phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực khác. Nhiều tác chiến điện tử hay công binh, cách thức tác chiến của các xe tăng đời cũ cũng chứng minh lực lượng thiết giáp Nga đã có nhiều cải tiến để thích ứng với thực tế chiến trường Ukraine. Đêm hai tháng dạng ngày 29 tháng 5, hệ thống phòng không thủ đô Kiev, Ukraine đồng loạt kích hoạt. Sau đó, người dân nghe thì tiếng nổ trong thành phố và các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống. Cuộc tấn công bằng tên lửa trong đêm diễn ra một ngày sau khi nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô Ukraine. Theo các quan chức, một số vụ nổ đã làm dung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine trong cuộc không kích thứ 15 của Nga vào thành phố này trong tháng này và là cuộc tấn công trong đêm thứ hai liên tiếp. Một tên lửa bị bắn hạ gần Kiev, phòng không hoạt động. Thị trưởng Vitaly cho biết trên kênh nhắn tin Telegram vào đầu giờ ngày 29 tháng 5. Ông nói thêm rằng tiếng nổ đã được nghe thấy ở một số quận của thành phố, bao gồm cả khu phố lịch sử Podil của Kiev, nơi các mảnh vỡ rơi xuống làm hư hại phần mái của một ngôi nhà. Theo thông tin sơ bộ từ thị trưởng và chính quyền quân sự của thành phố, không có thương vong trong các cuộc tấn công qua đêm. Cuộc tấn công dạng sáng ngày 29 tháng 5 dường như là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất được phóng vào Kiev vào đêm hôm trước, khiến cho một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các quan chức cho biết trong ngày 28 tháng 5, lực lượng phòng không của thành phố đã bắn hạ 40 máy bay không người lái. Hầu hết các máy bay không người lái đều là vũ khí do Iran sản xuất, trang web tin tức Kyiv đưa tin. Tổng thống Ukraine Zelensky cảm ơn lực lượng phòng không của nước này đã bảo vệ đất nước và yêu cầu quốc hội áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran vì cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả máy bay không người lái Shahid. Làn sóng các cuộc tấn công của Nga chống lại Ukraine hiện diễn ra vài lần một tuần. Hiện chưa có thống kê về quy mô đầy đủ của cuộc tấn công hôm thứ Hai. Hãng tin Reuters đưa tin một số tiếng nổ lớn khi thành phố và phần còn lại của Ukraine đang trong tình trạng báo động không kích vào đầu giờ thứ Hai. Moscow đang tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp quân sự trong bối cảnh có nhiều thông tin Ukraine chuẩn bị phản công lớn sau 15 tháng chiến tranh chưa phân được thắng bại trong khi Ukraine hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong Nga. Một loạt các cuộc tấn công bên trong nước này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông. Còn Moscow đổ lỗi cho Kiev về các cuộc tấn công. Hàn Quốc đang dùng hợp đồng bán vũ khí trị giá 13,7 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan, khách hàng lớn nhất của Seoul từ trước đến nay, làm bệ phóng cho nền công nghiệp quân sự để có thể giúp châu Âu giải tỏa được cơn đói vũ khí. Doanh thu từ bán vũ khí của Hàn Quốc năm 2022 tăng lên 17 tỷ đô la Mỹ từ mức 7,25 tỷ đô la Mỹ của năm trước theo thống kê của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh các nước phương Tây đang hối hả gom vũ khí để cung cấp cho Ukraine và căng thẳng gia tăng ở nhiều điểm nóng. Hợp đồng bán vũ khí cho Ba Lan, một thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương bao gồm hàng trăm bệ phóng tên lửa Chunmo, xe tăng K2, lựu pháo tự hành K9 và máy bay chiến đấu FA-50. Giá trị hợp đồng và số lượng vũ khí lớn như vậy khiến thương vụ này được xếp vào nhóm hợp đồng quốc phòng lớn nhất thế giới. Các quan chức Hàn Quốc và Ba Lan nói rằng quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ chinh phục thị trường vũ khí châu Âu không chỉ trong giai đoạn xung đột Nga-Ukraine, khi Seoul có thể cung cấp vũ khí chất lượng cao nhanh hơn những nhà cung cấp khác, còn Ba Lan có thể đóng góp năng lực sản xuất và trở thành kênh bán hàng vào châu Âu. Reuters cho biết đã trao đổi với 13 quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có những người đã tham gia trực tiếp thỏa thuận. Họ nói rằng quan hệ hợp tác này có thể mở ra các quan hệ đối tác công tư quốc tế và mở rộng thị trường cho Seoul, nhằm đạt được mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới. Cộng hòa Séc, Romania, Slovakia, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania và các nước khác đang nghĩ về việc mua sản phẩm quốc phòng không chỉ ở châu Âu, mà giờ họ có thể mua từ các công ty Hàn Quốc với giá thấp hơn, thời gian bàn giao nhanh hơn. Giám đốc một hãng cũng tham gia vào hợp đồng bán vũ khí cho Ba Lan cho biết, các công ty Hàn Quốc không tiết lộ giá vũ khí của họ, trong khi mỗi vũ khí đều được bán kèm phương tiện hỗ trợ và linh kiện. Hiện đã chiếm tới 55% thị trường lựu pháo toàn cầu và dự kiến sẽ tăng lên 68% sau hợp đồng với Ba Lan. Các quan chức Ba Lan cho biết, việc Hàn Quốc đưa ra thời hạn bàn giao nhanh hơn nhiều các nhà cung cấp khác cũng là một yếu tố hấp dẫn. Lô đầu tiên gồm 10 xe tăng K2 và 24 chiếc K9 được đưa đến Ba Lan từ tháng 12 năm ngoái, chỉ vài tháng sau khi hợp đồng được ký. Ít nhất 5 xe tăng và 12 lựu pháo khác đã được bàn giao kể từ đó. Trong khi đó, Đức, một nhà sản xuất vũ khí lớn trên thế giới, vẫn chưa bàn giao bất kỳ chiếc nào trong lô 44 xe tăng Leopard mà Hungary đặt hàng từ năm 2018, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Ba Lan cho biết. Các quan chức ở Seoul nói với Reuters rằng họ đã thuyết phục được Ba Lan hợp tác sản xuất vũ khí theo công nghệ Hàn Quốc để giúp việc vận chuyển cho khách hàng châu Âu dễ dàng hơn. Ông Oh cho biết đã đạt được thỏa thuận chia sẻ công nghệ ở Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ yêu cầu Ukraine không nên sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga nhằm tránh một cuộc xung đột trực tiếp giữa Moscow và Washington hay với NATO. Theo hãng tin Reuters, một vị tướng hàng đầu của Mỹ đã tái khẳng định Kiev ép từ lâu đã được yêu cầu không sử dụng các thiết bị quân sự do Washington cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của Nga. Điều này là cần thiết vì các cuộc tấn công như vậy có thể gây ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley nhấn mạnh khi phát biểu với các phóng viên tại Lầu Năm Góc. Bình luận của ông Milley được đưa ra sau khi một nhóm dân quân vũ trang hoạt động như một phần của lực lượng vũ trang Ukraine và hợp tác với tình báo quân sự nước này thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới ở Nga. Denis Nikitin, lãnh đạo của lực lượng dân quân trên, được gọi là quân đoàn tự do, trong đó có một số thành viên của tiểu đoàn Azov đã chiến đấu cho Kiev từ năm 2014 trong cuộc xung đột ở Donbass, cho biết họ đã sử dụng thiết bị của Mỹ, chẳng hạn như hai xe bọc thép M1224 Mark Pro trong cuộc tấn công trên. Theo các quan chức Nga, lực lượng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng súng cối và pháo binh nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các khu vực dân cư ở vùng Belgorod vào hồi tuần trước. Tờ New York Times cũng dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Kiev đứng sau các cuộc đột kích này. Mặc dù lập trường của Kiev là cuộc đột kích bên Grod được thực hiện độc lập với các cơ quan tình báo và quân sự của Ukraine, nhưng đại diện đặc biệt của quân đoàn tự do Lia Ponomarev cho biết nhóm này đã được bật đèn xanh của Kiev liên quan đến vụ tấn công. Sau vụ việc trên, tướng Milley nêu rõ, chúng tôi đã yêu cầu Ukraine không sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp để tấn công trực tiếp vào Nga. Ông Milley giải thích rằng những hạn chế này được thực hiện với hy vọng tránh một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi không muốn đây là một cuộc xung đột của Ukraine. Đó không phải là cuộc chiến giữa Mỹ và Nga, đó không phải là cuộc chiến giữa NATO và Nga, tướng Milley nói. Bề ngoài, Kiev đã cam kết không sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tấn công Nga. Nhưng các tài liệu tình báo của Mỹ bị do gì cho thấy dường như Kiev không có ý định giữ lời. Đầu tháng này, Washington Post đưa tin rằng, đằng sau những cánh cửa đóng kín, nhà lãnh đạo Ukraine đã đề xuất theo hướng táo bạo hơn, chiếm các ngôi làng của Nga để giành lợi thế trước Moscow đánh bom đường ống vận chuyển dầu của Nga sang Hungary, một thành viên NATO. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện đã bật đèn xanh cho kế hoạch chuyển giao F-16 cho Ukraine từ các đồng minh ở châu Âu. Tổng thống Biden tuyên bố rằng ông đã nhận được sự đảm bảo chắc chắn của người đồng cấp Zelensky rằng các máy bay chiến đấu đó sẽ không được sử dụng để tấn công Nga. Mặc dù vậy, hạ nghị sĩ Mỹ Jerry Nader đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông sẽ không quan tâm nếu Kiev làm như vậy phản ánh thái độ diều hâu dường như đã được chấp nhận trong Quốc hội Mỹ. Việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev từ lâu đã bị đình trệ vì lo ngại rằng Moscow sẽ coi đây là sự tham chiến trực tiếp của NATO. Chúng tôi thấy rằng các nước phương Tây vẫn đang theo kịch bản leo thang. Nó kéo theo những rủi ro to lớn cho chính họ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Garushko cảnh báo NATO sau khi kế hoạch gửi F-16 tới Ukraine của phương Tây được công khai. Cho đến nay, Mỹ đã cam kết hỗ trợ hơn 110 tỷ USD cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Chính sách Ukraine của Washington rõ ràng được thiết kế để làm suy yếu Nga, như người đứng đầu lầu năm góc Lloyd Austin đã nói rõ vào năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov bày tỏ sự tin tưởng rằng Kiev sẽ nhận đủ số vũ khí sau khi các công ty bị kiện vì không giao vũ khí theo hợp đồng ký kết. Theo tờ Ukrainska Pravda có trụ sở ở Kyiv, ông Dranykop đưa ra bình luận về thông tin các công ty Ukraine đã nhận các hợp đồng trị giá hơn 243 triệu USD từ Bộ Quốc phòng nhưng sau đó không giao vũ khí. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện đang khởi kiện các công ty này. Ông Dranykop nói Bộ Quốc phòng Ukraine kiện tất cả các nhà cung cấp vũ khí không thực hiện đúng theo hợp đồng ký kết một cách đúng hạn. Một số đơn kiện đang được tòa án xem xét, số khác đang trong quá trình nộp lên tòa. Ông Dranykop nói thêm. Các hợp đồng được ký kết vào cuối tháng 2 và tháng 3 năm ngoái. Chúng tôi khi đó cố gắng mua vũ khí một cách nhiều nhất có thể. Các nhà cung cấp nhận trách nhiệm nhập khẩu vũ khí và đạn dược từ nước ngoài, nhưng các đối tác không trung thực hoặc gặp khó khăn trong việc nhập khẩu. Nhiều hợp đồng cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Ông Ranikov cho biết, Chúng tôi có nghĩa vụ kiện các công ty trong nước ra tòa và chúng tôi tin tưởng vào phán quyết có lợi từ tòa. Nhưng các công ty này lại đòi kiện các đối tác của họ ở nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine giải thích, theo tờ Ukrainska Pravda, ông Radikov khẳng định Bộ Quốc phòng Ukraine không muốn nhận lại tiền mà muốn các đối tác thực hiện như hợp đồng ký kết, nghĩa là cung cấp vũ khí. Báo Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng đã bắt đầu đệ đơn kiện các nhà cung cấp trong nước vào đầu năm 2023. Tính đến ngày 23 tháng 5, ít nhất 30 đơn kiện như vậy đã được nộp lên tòa. Tổng trị giá các hợp đồng quá hạn là hơn 243 triệu USD. Nghị sĩ Fedir lasky cho rằng trong tương lai ukraine vẫn sẽ được kết nạp vào nato nhưng trước mắt khi cuộc chiến với nga vẫn chưa kết thúc việc gia nhập là điều khó khăn nghị sĩ fedy venislaski thành viên của ủy ban an ninh quốc phòng và tình báo quốc gia ukraine nhận định tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato khó có thể chấp nhận kết nạp ukraine cho đến khi xung đột nga ukraine kết thúc mức độ đánh giá của các chuyên gia quân sự quốc tế về các lực lượng vũ trang ukraine hiện rất cao và chỉ còn lại vấn đề quân sự chính trị chúng ta phải thực tế ông nói Tuy nhiên, ông Vanitlasky bày tỏ lạc quan rằng không ai nghi ngờ về việc Ukraine cuối cùng rồi sẽ được kết nạp vào Liên minh quân sự NATO. Quan chức này nói thêm nhiều thông tin chi tiết về khả năng Ukraine gia nhập NATO trong tương lai sẽ được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới vào ngày 11-12 tháng 7 ở thủ đô Vilnius, Lithuania của Litva. Phát biểu trước báo giới vào ngày 3 tháng 4 năm nay, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố lập trường của Liên minh quân sự này không thay đổi và rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh. Bước đầu tiên hướng tới tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là đảm bảo rằng Ukraine thắng thế. Tôi không thể đưa ra ngày chính xác, nhưng điều tôi có thể nói là các đồng minh đang hết sức tập trung vào việc đảm bảo Ukraine sẽ thắng thế, ông Stoltenberg nói. Quân đội Nga công bố video lính dù triển khai thiết giáp bắn phá, ngăn xe tăng của Ukraine đánh thọc sườn phía bắc thành phố Bà Mút. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay đã công bố video hoạt động chiến đấu của sư đoàn đổ bộ đường không Tula ở sườn phía bắc của thành phố Bà Mút ở tỉnh Donetsk, cho thấy các đơn vị chính quy của nước này đẩy lùi một cuộc phản kích của quân đội Ukraine. Trong video, xe chiến đấu bộ binh BMD-4 được lính Nga triển khai đến tuyến bắn, trong khi kiếp vận hành máy bay không người lái UAV theo dõi hoạt động của hai xe tăng chủ lực Ukraine. Dữ liệu mục tiêu sau đó được chuyển cho pháo thủ trên chiếc BMD-4 để khai hỏa, nhắm vào xe tăng Ukraine vừa dừng lại. Đường đạn không cần hiệu chỉnh nhiều, kíp BMD-4 đã phá hủy xe tăng của đối phương với một phát đạn trúng đích. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong video, đạn pháo từ chiếc BMD-4 nổ cạnh xe tăng Ukraine, nhưng không rõ mức độ thiệt hại. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin. Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 106, còn gọi là sư đoàn Tula, là một trong bốn sư đoàn chủ lực của lực lượng lính dù Nga. Đơn vị này từng tham gia giai đoạn đầu của chiến sự Ukraina nhưng rút lui về Belarus từ cuối tháng 3 năm 2022 để củng cố lực lượng và chuyển tới tác chiến ở mặt trận phía Đông. Cả hai đơn vị tác chiến chính của sư đoàn Tula, gồm trung đoàn số 51 và 137, đều tham gia trận đánh tại Bamut với nhiệm vụ chính là bao vây và bọc sườn phía bắc thành phố, yểm trợ cho các mũi tiến công của tập đoàn an ninh tư nhân Wagner trong nội thành thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại